sinh gì trời, xong nghe cái đạo diễn gì giáng sinh đi tìm, phải tìm hả? Ba chữ mà không phải tìm hả? Alo alo, sao rồi? Từ đầu tiên nha, không phải là trai. Không phải là trai là gái. Yes. Từ thứ hai đồng nghĩa với dễ thương, một chữ. Xinh xắn. Bằng nghĩa dễ thương, một chữ. Một chữ rồi bốn chữ cái. Xinh mà nó gọi là xinh. Yes. Từ thứ ba nha. Số 3. Ok, từ số 3, từ số 3. Trái nghĩa với chìm. Nổi, vậy cũng hỏi nữa. Thì đó, từ thứ ba đó, kép bà đi. Cái gì, từ từ là gì? Từ cuối cùng chưa nghĩ ra là một cái mớ hỗn độn gì. Đấy. Loạn, 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 nổi loạn, nổi loạn. Chính xác, chính xác, chính xác, nói đó, nói đó. Là đọc lại nha, gái xinh nổi loạn đúng không? Chính xác, chính xác, lẹ, lẹ. Em kiếm hoàng mập đúng không? Đi đừng chứ. Lỡ là hai quyển sách khác nhau mà. Em đâu có biết. Phòng trường hợp. Rồi. Tạm biệt bia. Chim đáng sinh. Chim nổi, nổi loạn, gái xinh nổi loạn. Alo alo, nghe không Miko? Miko Miko, dạ nghe nè, nghe nè. Miko, nghe chưa? Nói đi. Từ đầu tiên, ngược với trai là gì? Ngược với trai hả gái? Ok. Đẹp mà không phải đẹp, ý nghĩa là đẹp mà bốn từ. À đẹp. Chữ xinh đúng không? Xinh đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy là ngược gái với từ chìm là gì? Từ thứ ba, ngược với từ chìm. Ờ, nổi. Rồi. Từ thứ tư. Thời thế chiến tranh thì nó bị gì? Bị trời ơi, thời thế chiến tranh thì bị lạc. Gái xinh nổi. Lộn xinh ngầu lên lại là gì? Bốn từ. Lộn ghép lại ba từ kia đi. À, lộn xinh ngầu lên. Ghép lại ba từ kia đi. Gái xinh nổi loạn, đúng rồi. Làm từ cuối cùng đó. Gái xinh nổi loạn đúng không? Gái ok. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quá. Ngực, tim, áo. Áo. Vậy. Trời ơi má ơi. À. Ừ. À. Nửa đời ngơ ngác. Con gái. Gái già. Gái xinh. Bên kia đánh dấu mất chữ luôn rồi nào. Có thể. Ủa bị gì vậy? Hả? Ôi. Gái xinh bơi, gái xin lỗi. Không. Không, hiểu rồi mà không biết hiểu đúng không ơi. Gái xin nổi, nổi loạn. Trời ơi, cái nào nước Việt ta? Kiếp hồng.
order. Cái quan bước này bước quan trọng nè. Nãy giờ diễn nãy giờ quá trời vậy, lâu quá rồi sao không chưa hiểu ra. Hồi nãy có một cái ông nào phải tôi làm vậy nè. Quẩy. Đừng chị, đừng chị em, đừng chị. Anh biết nhưng mà chơi không có được. Bé kia ta chỉ, bé không cho chỉ kéo lại. Không được, bé không được. Bé nào cho chị? Bé thiền. Giận. Giận, sao chị này giận kìa Minh Tấn. Tại sao giận? Trời ơi, tôi đem ra chứ người ta chỉ tôi thằng này chỉ thằng này hốt. Là hai sao? Thôi thua đi cho nó vui. Bên nói chung là mình điểm rồi bên bạn được 2. Nói chung mình thua một điểm. Đây là cuốn sách đáp án, đó là cuốn sách Gái xinh nổi loạn của đạo diễn Lê Hoàng. Tính ra là bên này là có điệp viên. Lý do là bạn này hồi nãy nó chuẩn bị đóng cái phim này của đạo diễn này. Giờ cái cho đáp án kiếm không, này. Không phải, phải rồi, phải rồi. Hồi nãy lúc giới thiệu, lúc anh chưa vô, bạn này có nói là nói gì? Gái xinh nổi loạn. Không, hợp đồng mạnh thú. Hợp đồng mạnh thú, chị không sai. Đúng, ác ý chị nghĩ em như vậy là không được. Thôi, chị thôi, sai. Để bước tiếp theo. Tìm các cuốn sách đã được chuyển thể thành phim. Mỗi đội cử ra 2 thành viên để được biết nhiệm vụ. 2 người này tuyệt đối không nói gì, chỉ được phối hợp với nhau làm ngôn ngữ cơ thể cho người còn lại biết nội dung nhiệm vụ và thực hiện. Hãy phân công vai trò cho nhau và bắt đầu. Em chạy nhanh nè, mà vấn đề hiểu không nè. Em chạy nhanh nè. Em sẽ mô tả cho. Rồi, 2 người mô tả. Tìm. Chị làm sao chị tìm? Mắt chị đâu có tin bằng đâu. Lại anh không có đoán giỏi. Chị, nếu mà chị đã nhận 2 đứa chị bàn nhau mà nó ra được đáp án thì chỉ cho em chắc chắn. Hai người cùng đưa em ra cho em mà.